Xưởng đồ gỗ gia công Phạm Gia trân trọng giới thiệu đến quý vị bộ bàn ghế Hoàng Gia K5 V2 dát vàng. Mỗi sản phẩm này là hàng đặt theo yêu cầu của anh Đức ở thành phố Hải Phòng. Anh Đức là một người sưu tầm đồ gỗ và anh muốn tạo ra không gian nhà mình bộ bàn ghế phong cách và nổi bật và sang trọng hơn so với những mẫu bàn ghế thông thường, nên anh đã lựa chọn bộ bàn ghế Hoàng Gia K5 V2 và dát vàng. Đây là sự khác biệt, là thêm sự dát vàng so với hàng bình thường. Bộ này anh Đức đặt thì là gồm 6 món: một ghế dài, một bàn, một đôn đầu bàn, một đôn ngồi và hai chiếc ghế đơn, tổng là 6 món. Sản phẩm này là mẫu Hoàng Gia K5 V2, chất liệu là gỗ hương đá, mẫu mới nhất của năm 2021, đã được phủ thêm một lớp vàng như trên màn hình quý vị đang xem, rất chi là sang và nổi bật, cực kỳ nổi bật luôn. Toàn bộ các cái chi tiết đục thủ công sẽ được đến thêm những chiếc vàng, rất là nổi bật. Đây, em sẽ đi cận cảnh chi tiết quý vị có thể thấy là cái sản phẩm dát vàng nhìn nó sang trọng như là. Các bác nào đã theo dõi trên kênh video của xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia thì các bác sẽ thấy là xưởng em rất nổi tiếng về những bộ bàn ghế Hoàng Gia, Hoàng Gia V3, Hoàng Gia V4, Hoàng Gia V5 và Hoàng Gia K5 V2, Hoàng Gia V10. Rất nhiều mẫu bàn ghế Hoàng Gia được xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia cung cấp ra thị trường. Và nếu bác nào muốn tăng thêm độ sang trọng quý phái của mẫu Hoàng Gia thì các bác có thể xem thêm sự lựa chọn là dát vàng như mẫu bàn ghế của anh Đức trên màn hình quý vị đang xem. Khi dát vàng lên thì các cái chi tiết đục sẽ nổi bật hơn rất nhiều và sẽ là tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Không gian phòng khách nhà mình nhìn cực kỳ lộng lẫy và sang trọng. Về phần kích thước và thông số thì xưởng có chia sẻ trên website xưởngđồgỗgiagoc.com rồi. Và mẫu này là mẫu Hoàng Gia K5 V2 chân 14, chất liệu là gỗ hương đá. Cái này xưởng có chia sẻ rất nhiều trong các video xưởng quay. Trong video này thì xưởng em sẽ chú trọng vào cái phần là dát vàng, quay chi tiết để quý vị đang tham khảo xem kỹ hơn về phần dát vàng này nó có gì đặc biệt. Đấy, nhìn có nổi bật hơn, sang trọng hơn so với những hàng thường hay không thì trong video này quý vị có thể thấy rõ luôn. Đây là phần gỗ tự nhiên 100% là vách liền gỗ tự nhiên này, xưởng em chọn gỗ lựa vân, cái kết hợp với cả những cái điểm nhấn là dát vàng lên thì rất là sang. Đó, đặc biệt là cái vàng này thì quý vị ngồi lo thủy thoải mái, nó sẽ không bị bay, không bị mất như hàng vẽ nhũ. Nếu mà hàng vẽ nhũ thì ngồi lâu nó bay, nó bạc, nhưng mà dát vàng này thì không bị, các bác lo nước thoải mái. Rồi dát vàng xong thì xưởng em sẽ có một lớp sơn nữa để bảo vệ cái lớp vàng bên trên này. Đây, kể cả từ cái phần chân, quý vị thấy không? Chân xưởng em làm rất là kỹ, cẩn thận. Chân này dài. Và mặt đằng sau xưởng em cũng dát như mặt đằng trước luôn. Đây, em sẽ quay mặt đằng sau để quý vị thấy để sát tường. Đấy, quý vị thấy chưa, mặt đằng sau xưởng em cũng dát và rất cẩn thận đấy, dát cả trước cả sau. Đấy, đó, quý vị thấy chưa. Để tham khảo chi tiết thì quý vị lên truy cập vào website là xưởngđồgỗgiagoc.com. Trên đó em có đăng tải đầy đủ các mẫu mã và ảnh chi tiết của siêu phẩm Hoàng Gia K5 V2 dát vàng này. Đó. Quay trở lại thì em sẽ giới thiệu tiếp về chiếc bàn tham khảo. Đây, trên màn hình quý vị đang thấy đây là chiếc bàn nhé, chiếc bàn dát, cái phần yếm và phần chân dát rất là đẹp. Đó, tạo điểm nhấn cho sản phẩm cực kỳ nổi bật. Đôn đầu bàn này mặt đôn thì đục chống đồng, bốn góc. Đây, điểm nhấn chống đồng thì xưởng em cũng dát vàng lên, nhìn chống đồng, hoa văn chống đồng bật cực kỳ luôn. Và đây là chiếc mặt bàn thì xưởng em đục hoa lạ tây bốn góc.
Đấy, quý vị thấy không, kết hợp giữa gỗ tự nhiên, vân gỗ tự nhiên và những cái điểm nhấn bằng vàng rất là đẹp. Và tiếp theo chúng ta là cái phần ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này cực kỳ cao to, bởi vì mẫu Hoàng Gia do xưởng đồ gỗ giá gốc thiết kế thì được dựa theo thông số kích thước của một người, chiều cao trung bình là 1m7 để tính toán ra kích thước làm chiều cao mặt ngồi và chiều cao của đỉnh trương, nó phù hợp nhất với chiều cao của người Việt Nam. Để khi quý vị ngồi ở cái ghế này nó không bị thấp quá và nó cũng không bị cao quá, ngồi cực kỳ thoải mái. Đấy. Đây, mời quý vị chiêm ngưỡng từ cái chân đến cái yếm, cái tay. Đấy. Đây là đã thành phẩm sát xong rồi nha, thì thấy rất là đẹp. Nhìn xa đây. Vách tựa lưng, vách tựa lưng này thì sửa em làm dày 3 phân, em đã giới thiệu rất là trong rất nhiều video rồi, có thể tham khảo. Cái phần trương này thì sửa em làm dày 10 phân, là bộ thông số chung của bộ Hoàng Gia do sửa em thiết kế và sản xuất trực tiếp. Đó, đây là phần đỉnh hoa hồng nha. Đây, quý vị xem. Đó, và bây giờ em sẽ quay mặt đằng sau, quý vị có thể thấy là mặt đằng sau rồi chiếc ghế đơn này. Đây. Mặt đằng sau này đó. Đây. Đây là mặt đằng sau nha. Đây là mặt đằng sau của chiếc ghế đơn. Quý vị thấy luôn là nhà em dát hai mặt, đục hai mặt và dát vàng cũng hai mặt, cả mặt trước và mặt sau. Kỳ là sang. Đó. Nếu quý vị quan tâm và yêu thích những đồ gỗ cao cấp và sang trọng hơn, quý vị có thể lựa chọn thêm cái mẫu Hoàng Gia dát vàng hoặc là bất kỳ mẫu sản phẩm bàn ghế phòng khách hay kệ TV nào quý vị muốn dát vàng thì xưởng em đều nhận. Đây ạ. Xưởng đều nhận dát vàng. Ngoài ra thì xưởng đồ gỗ giá gốc còn cung cấp đến ra thị trường là những bộ hoành phi câu đối, không gian trang trí đồ thờ rất là nhiều, ví dụ vách CNC, vách thờ. Đó, quý vị tham khảo những cái sản phẩm do xưởng đồ gỗ giá gốc Phạm Gia sản xuất. Video giới thiệu sản phẩm dát vàng của xưởng sẽ được kết thúc tại đây. Nếu bạn nào quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với xưởng theo số điện thoại là 0972 971 555 hoặc truy cập trực tiếp vào website là xưởngđồgỗgiagoc.com. Trên đó xưởng em có đăng tải đầy đủ các mẫu mã sản phẩm để quý vị khách hàng tham khảo. Xưởng xin cảm ơn mọi người đang xem video của xưởng. Xưởng xin chào và hẹn gặp lại.